Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Bạn Mai mới về trước dòng xe road bike đua mang thương hiệu đến từ Mỹ, thương hiệu Check, một model cao cấp mới về bên em. Model Check series 2.1. Thì trước đây em về những mẫu series của dòng Check là series 1.0, 1.1 và 1.2. Thì đây là mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em. Dòng Check series 2.1. Mẫu Check cao cấp road bike đua, cấu hình full group Shimano 1.5, dành cho bác ưa thích những thương hiệu Mỹ với tông màu chủ đạo là tông màu trắng. Và bây giờ xin phần này chúng ta gửi chiếc xe. Vâng, trên khung hình đây là mẫu dòng Check series 2.1 Wonder, cửa hàng bên em mới về. Thường thì những cái dòng Check này bên em về là những cái tông màu sáng, màu trắng. Một trong những thương hiệu hàng đầu về xe đạp thể thao đến từ Mỹ. Không còn gì xa lạ đối với những bác đạp xe đạp nữa rồi. Khung nhôm, xe sử dụng với khung nhôm aluminum alpha. Tổng thể xe là màu trắng, điểm chỉ xanh trên nền và màu nền đen trên khung xe. Rất là nhanh nhặn và nổi bật. Thì qua quá trình sử dụng bác nhé, có một vài vết xước nhỏ trên khung xe đây, bác nhìn rõ ấy. Vết xước nhỏ thôi. Tổng thể xe còn rất là đẹp, vì trong quá trình sử dụng của xe cũng thấy khỏi rồi. Và đây cũng là cái mẫu đầu tiên về cửa hàng bên em, dòng series cao cấp, dòng series 2.1 về khung nhôm. Thường thì em về những dòng series Check 1.1, 1.0 đến 1.1, 1.2. Thì đây là series Check 2.1. Đây, tem chính hãng của Check. Design là của USA mới nhá, đến từ thương hiệu Mỹ. Đây, có nhìn rõ này. Tem vẫn còn trên khung xe. So với mẫu thiết kế trước của cái dòng series Check 1.0 thì cái mẫu dòng Check 2.1 này được thiết kế với bộ rơm sườn. Những cái dòng đời xe series 1.1 hoặc là 1.0, 1.2 đều được chạy dây ngoài khung, thì đến cái đời 2.1 dòng series cao cấp hơn được chạy rơm sườn. Cổ phốt là của FSA. Ghi đông chính hãng của Von Trager. Thì như em đã giới thiệu những video trước đây thì Check thường thường gắn liệu gắn liền với phụ kiện của dòng Montrager. Biểu tượng của Montrager đây, cổ phốt ghi đông chính hãng của Montrager. Bên trái em sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano 1.5. Bên đây phải em sử dụng với bộ tay lắp chính hãng của Shimano 1.5. Nhưng qua quá trình sử dụng mà nó hơi mờ một chút. Đằng trước sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Càng nhôm chính hãng của Check với bản sao xe. Sử dụng với Meyer cao cấp Meyer Shimano R500, vành nhôm hai lớp Meyer và vành chính hãng Shimano R500 bác nhé. Lốp Victoria, lốp hiệu cũng là lốp cao cấp Robino Pro, dòng lốp chuyên nghiệp 700x25C. Bên dưới gầm xe vẫn còn cái mã vạch chính hãng QR code của dòng thương hiệu Check. Rất nhiều bác hỏi em về những dòng xe thương hiệu Mỹ cao cấp, thì nay em về một chiếc Check series 2.1 cộng yên nhôm. Yên là yên trắng của Peugeot logo. Nguyên bản trong xe. Đằng sau sử dụng với cụm phanh 3 mảnh chính hãng của Shimano 1.5. Đùi đĩa của Shimano 1.5. Gạt đĩa 1.5. Củ đè sau là củ đè Shimano 1.5.
trang bị với 10 tầng lip. Đằng sau sử dụng với Mayer cũng chính hãng của Shimano R500. Đằng sau thì là lốp của Gian, lốp đằng sau lốp Gian, lốp trước là lốp Victoria, cũng là đều là hai thương hiệu lốp rất là nổi tiếng. Bên đan bạc đạn của đất ốc Quách. Bây giờ xin lỗi, sự qua đứng của khung xe. Bây giờ qua đứng của khung xe là size 51. 52. Chiều cao ngang của khung là size 52. Thích hợp các bác cao từ 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip, khung cờ lốp Shimano 1.5. Lên lip này. Rất là thân thù mượt mà quá nhá. Cú lít. Một năm là chất thương hiệu Mỹ, dòng là Sori 2.1, khung gờ đúc 1.5. Bên phải em là đùi đĩa 2 tầng, khung gờ 5. Rất là thân thù mượt mà quá nhá. Rất là bon xe. Đây là cái mẫu Sori dòng Road Bike đua đầu tiên về bên em, dòng Trek Sori 2.1. Sử dụng với full group Shimano 1.5. Sử dụng với full group Shimano 1.5. Vành cặp chính hãng của Shimano R500. Vâng, em vừa lấy giá tổng thể xong chiếc Trek Sori 2.1 full group Shimano 1.5, vành cặp Shimano R500. Và xe giá tốt với em là 14.800, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là con tâm với em qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại trên ngày mai.